Thầy Thành nhà xin chào các bạn. Ta chờ một chút. Hôm nay buổi đầu thì ta vào hơi muộn một chút, thì chúng ta sẽ cùng định một số bạn. Thì cứ tưởng là cái ca này ta đã đổi, nhưng ta chưa kịp đổi vì do thời sau một thời gian để bắt đầu một cái khóa đợt học mới, nên này, các bạn khác vẫn đang còn bị trùng lịch ở các cái buổi khác, nên một số bạn là về không kịp. Rồi, hôm trước thì thầy cũng có trao đổi với các bạn là về cái đợt học này. Đợt học này thì chúng ta sẽ học về nội dung lập trình C cộng cộng cơ bản và nâng cao, và chúng ta sẽ đẩy lên tiến độ khá nhanh. Do đó các bạn sẽ cố gắng tham gia đủ tiến độ để bài làm của thầy trò mình trong lớp. Trong quá trình học thì các bạn hãy cùng thầy Thành là trao đổi tương tác qua cửa sổ chat, hoặc hoặc là các em bật micro lên nhé, để chúng ta sẽ có thể làm việc hiệu quả hơn. Toàn bộ bài giảng của thì thầy sẽ up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Các bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube Đặng Tuấn Thành thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ thầy. Thầy chia sẻ toàn bộ video bài giảng miễn phí ở trên đấy. Các bạn nào mà không có điều kiện tham gia học thì các bạn sẽ học trực tiếp, tự học các video ở trên đấy nhé. Nếu không có tài khoản đăng nhập vào hệ thống nộp bài thì nhớ nhắn qua Zalo của thầy. Thầy có để số Zalo ở đây. Thầy sẽ tạo tài khoản miễn phí để các em có thể học và nộp được bài ở trên hệ thống. Hệ thống sẽ chấm được bài. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái buổi đầu tiên. Do đó ta cần hệ thống lại một số các cái kiến thức cơ bản. Ở trong cái chủ đề của chúng ta thì lập trình C cộng cộng thì ta mất khoảng vài buổi để ta sẽ đi được hết cái nội dung lập trình cơ bản. Trên máy tính thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm CodeBlock để làm chương trình soạn thảo, hoặc là các em thì chia sẻ lại cái CodeBlock, hoặc là các em có thể sử dụng cái ngôn ngữ các cái gói ứng dụng khác, ví dụ như các em có thể sử dụng thằng DeepSeek hoặc là thằng Visual Studio, thằng VS Code. Hôm nay thì chúng ta sẽ sang cái nội dung buổi đầu tiên. Thì hiện tại thì mới có 5 bạn vào, có Mạnh Dũng, Ngọc Khánh, Hiền Mai, Thiết Lộc và Tiến Đạt. Các bạn khác chưa vào thì có thể là các bạn hôm nay bị trùng lịch, thì buổi sau thì thầy cho mình sẽ sắp xếp lại lịch để cho các em học được nhiều hơn. Hôm trước thầy thấy cái đợt học này hình như có 8 bạn đăng ký học. Thì bây giờ đúng rồi, có 8 bạn đang đăng ký học đợt này. Thì thầy cho mình sẽ cố gắng làm cho cái khóa học của mình hiệu quả. Thầy đang cố gắng duy trì 2 buổi một tuần. Vì thế các em sẽ cố gắng theo đủ các buổi học. Thì từ giờ chắc là cái mùa này là nó có vẻ ổn định rồi. Chỗ thầy bao lâu thì hình cũng đã qua rồi. Khóa học này đáng ra thì sẽ bắt đầu sớm hơn cách đây 1 tháng, nhưng mà do tình hình của bão lũ ác quá nên ta kết thúc bắt đầu hơi muộn. Rồi ta quay trở lại về cái nội dung ban đầu. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ ôn khá nhanh về cái nội dung bài học. Chúng ta sẽ học phần lập trình cơ bản trước, sau đó ta học lập trình nâng cao, và tiếp đến là giải các cái đề thi. Vậy thì ở trong cái chủ đề này thì chúng ta sẽ có 5 chủ đề cơ bản. Chủ đề thứ nhất là chủ đề về cấu trúc tuần tự. Thì chủ đề thứ hai là cấu trúc rẽ nhánh. Thứ ba là cấu trúc lặp. Cấu trúc lặp thì ta có câu lệnh lặp for, lặp while. Ta có kiểu dữ liệu mảng và kiểu dữ liệu sâu. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi ôn tập nhanh về 3 phần đầu tiên là cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp. Qua đây thì thầy cũng khảo sát lại xem năng lực của các bạn đang ở mức độ nào để thầy có cái điều chỉnh cho phù hợp. Thì cái video bài giảng sau mỗi buổi học thì thầy sẽ đăng lên trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Thì các bạn lên YouTube gõ chữ Đặng Tuấn Thành kiểu gì cũng nhìn thấy thầy nhé. Bài làm thì ta sẽ nộp bài trên những cái trang CIB Coder, cái tên miền thầy mới đổi. Thực tế tên miền miễn phí mà. Thì mình chưa tìm được một cái tên miền nào hay. Nên thầy đặt tên là CIB Coder. Đây là cái trang web nộp bài mà chúng ta sẽ dùng để nộp bài. Trước khi buổi học bắt đầu thì các bạn hãy comment cho thầy họ tên đầy đủ để thầy tạo tài khoản
cho các bạn nộp bài. Xin mời về các bạn comment giúp thầy nhé. Các bạn comment vào cửa sổ chat nhé, họ và tên. À, xin mời các bạn. Lộc, Đỗ Thiên Lộc. Ta là KCB6 01 đi. Dũng, KCB602. Ta là Ngọc Khánh. Hiền Mai, tôi tên Hiền Mai để thế. Hiền Mai, Ngọc Khánh, Hiền Mai, Mạnh Dũng, Thiên Lộc. Còn bạn nào nữa nhỉ? Rồi đúng không? Ừ, có bốn bạn, năm bạn mà nhỉ? À, có Đạt nhỉ? Đạt là bạn Tiến Đạt à? Ừ, bây giờ thầy có khoảng tầm 105 học viên đang học cùng với thầy Thành. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé. Thầy gửi cái tài khoản để đăng nhập vào hệ thống ở bên trên. Mật khẩu nó là chữ A nhé. Bên này là user, bên này là chữ E. Mật khẩu. Rồi thầy gửi qua cửa sổ Zalo cho nó. Rồi, trong quá trình dùng thì nếu tài khoản mật khẩu mà không vào được thì các bạn cứ nhắn tới thầy để thầy reset lại mật khẩu nhé. Như vậy thì với cái nội dung trọng tâm của chúng ta là sẽ xoay quanh về cái phần lập trình cơ bản. Thì bây giờ các bạn hãy comment vào cửa sổ chat cho thầy biết. Bạn nào mà đã học về lập trình C cộng cộng cơ bản rồi thì các bạn comment cho thầy số 1. Bạn nào mà hôm nay bắt đầu học từ đầu thì comment cho thầy số 0 nhé. Nếu bắt đầu học từ đầu thì comment số 0, còn nếu mà đã học C cộng cộng rồi thì comment cho thầy số 1. Em học rồi nhưng mà không nhớ lắm này. Giúp Nó mang máng ấy, mang máng nó kiểu à, bị tức là nhìn nhìn nó quen quen thì hiểu đúng không? Rồi, cảm ơn Dũng. Cũng Dũng kê nói thế thì mới kể chuyện ra là ngày xưa khi mà thầy học sang cái ngôn ngữ lập trình PHP để lập trình web ấy, thì mấy hôm đầu học thấy ngon ngon, cốt kết ngon nguôi rồi. Thế cái đợt đấy thầy đang làm luận văn thì phải, thầy bắn đi khoảng tầm 2 tháng thầy không cốt. Đến khi mở cái cốt ra bảo không biết ngày xưa mình cốt nó kiểu gì. Sau đó ngồi vuốt râu nghĩ mãi mới nắm được. Còn Thiết Lộc và Ngọc Khánh thì sao? Các bạn đã từng học lập trình chưa? Hôm nay có mấy cái ông Tuấn Hải, tôi nhớ mấy ông chạy đâu hết rồi nhỉ? À, hình như các bạn đang bị trùng lịch học. Có Tuấn Hải nữa. Các bạn nào mà đã học lập trình C cộng cộng rồi thì các bạn comment số 1, còn chưa thì ta comment số 0 nhé. Nếu mà học mới từ đầu ta comment số 0 để thầy. Ở trong chương trình của chúng ta thì các bạn học là cái số lượng bài tập khá nhiều, nó vừa sức với các em thôi. À không, Ngọc Khánh cũng mới học vào từ đầu à. Rồi thì chúng ta sẽ làm những cái bài tập để đảm bảo ta rèn ra được cái kỹ năng lập trình. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ quay sang một số các cái cấu trúc cơ bản để ta làm quen với cái ngôn ngữ lập trình C cộng cộng nhé. Trên thực tế thì ta có thể lấy đây là một cái đề bài, lấy một cái đề bài nào nó rõ ràng hơn một chút, ví dụ như ở bài này. Đề bài của chúng ta, đề bài là cho ABC và tính giá trị của biểu thức như trên. Và vậy thì đề bài là cho ABC tính giá trị của biểu thức S thì bằng A bình cộng B bình nhân A cộng B cộng C và P bằng đường này. Dữ liệu vào thì từ tệp này với chứa các số nguyên ABC và kết quả thì ghi ra giá trị S và P. Đấy. Vậy thì với bài tập này ta làm như thế nào? Hoặc là như thế. Hoặc là ta thì có thể lấy một cái bài tập phát biểu dạng khác. Sau cái khóa học này thì thầy sẽ gửi cho các em toàn bộ cái tài liệu thầy đang dạy các em để các em có thể có cái tài liệu mà vừa ôn tập mà cũng
vừa cả là cái tài liệu tốt để các em chia sẻ tới thầy cô của mình. Thì ở trong phần này thì chúng ta cũng sẽ xoay quanh các bài tập lập trình cơ bản. Các bạn chờ tí. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu cấu trúc chung của một chương trình, rồi ta cũng về để thì nhé, để sang luôn cái bài ví dụ. Đây đây là cũng có một cái cách phát biểu đề khác. Đề bài người ta đưa đưa thẳng yêu cầu luôn. Đề bài là tính và in ra phần nguyên và phần dư của phép chia hai số nguyên A và B. Tức là người ta hỏi rằng là A chia cho B có phần nguyên bằng bao nhiêu, A chia cho B có phần dư bao nhiêu. Hoặc là người ta cho biểu thức này, hãy tính giá, hãy nhập giá trị của x và tính giá trị của biểu thức này xem nó bằng bao nhiêu. Đấy. Hoặc là người ta yêu cầu là cho một cái biểu thức như trên với giới hạn của các biến như thế này, hỏi rằng giá trị x có giá trị bằng bao nhiêu. Tên tệp người ta đã quy định ở đây chứ người ta không quy định ở trong bảng này. Đấy. Hoặc là người ta định nghĩa rằng hãy đếm số lượng số thỏa mãn điều kiện bài toán dữ liệu vào như thế này và tên bài họ quy định ở đây. Vậy thì với nhìn qua cái đề thì các bạn thấy hơi mang mảng. Vậy thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái việc chính của chúng ta, đó là ta làm quen với cái cách để trình bày một chương trình viết bởi ngôn ngữ lập trình C cộng cộng. Trong quá trình trước khi giảng thì các bạn lưu ý cho thầy là thầy đã gửi cái code phần mềm code block thầy gửi ở trong nhóm Zalo nhé. Thầy gửi lại đường link nhóm Zalo. Bạn nào mà chưa ở trong nhóm này thì các bạn vào trong nhóm này. Đó. Chúng ta sẽ học theo các cái buổi học ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học đầu tiên. Thì thầy trò mình sẽ bắt đầu nhé. Với cái bài toán đầu tiên thì chúng ta gặp phải là bài toán tính giá trị của biểu thức. Để ta làm quen xem là trong tin học chúng ta sẽ làm gì. Nội dung thì thầy sẽ gửi ở trong cửa sổ của chat nhé. Đề bài người thì người ta cho ABC tính giá trị của biểu thức A bình cộng B bình cộng C nhân với A cộng B cộng C. Tính giá trị của biểu thức này. Vậy thì khi làm một cái bài tập như thế này thì ta sẽ phải có cái chiến lược để làm nó, để mọi bài ta đều áp dụng chiến lược có thể làm được bài. Với mỗi bài toán thì các bạn hãy xác định ba yếu tố. Thứ nhất là xác định bài toán để thể hiện bài toán cho cái gì và cần tìm cái gì. Thứ hai, ta xác định thuật toán để trả lời cho câu hỏi bài này làm như thế nào. Vậy nếu mà biết làm như thế nào thì ta chia nó thành các bước, bước 1, bước 2, bước 3. Và khi đó ta mới bật quay sang thực hiện là cốt chương trình nhé. Vậy thì với cái bài toán đấy thì với bài toán này thì chúng ta nhận thấy như sau. Đề bài cho cái gì? Đề bài cho ABC. Như vậy dữ liệu vào gọi là input của bài toán, ta nhập ABC. Bài toán yêu cầu tìm cái gì? Người ta yêu cầu tìm giá trị S và P. Vậy output tức là kết quả ra sẽ là đưa S và P ra. Vậy thì đó là ta xác định được xong bài toán. Bây giờ ta sang bài số 2. Bây giờ thầy sẽ mời, đây là bài số 2. Thầy xin mời bạn theo thứ tự từ bé đến lớn nhé. Thầy xin mời Ngọc Khánh nào. Cho thầy biết bài này dữ liệu vào là gì. Khánh có thể bật micro nói hoặc là bật gõ ở cửa sổ chat nhé. Dữ liệu vào input của bài toán này là gì? Là 1, 2, 3. 1, 2, 3 là một bộ số cụ thể, là các giá trị của cái thằng ABC. Vậy thì nó phải sẽ phải là gì? Là ABC, đúng rồi. Thế output là gì Khánh? Output đó chính là ta đưa thằng S ra và thằng P ra. Ở đây người ta ghi là P lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân nên P đây nó thuộc kiểu số thực. Rồi. Rồi kế tiếp ta sang bài số 4. Ở bài số 4 thì xin mời Mạnh Dũng nào. Cho thầy biết input của bài toán này là gì? Xác định bài toán, input của bài toán này là gì? Năm thầy input bài toán là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 là giá trị cụ thể của các biến nào? Của các biến x, của biến x, y, t, z. X, Y, Z, T. Như vậy thì chứng tỏ rằng input của bài toán là ta sẽ là nhập X, Y, Z, T.
đúng không? Rồi thế output của bài toán này là gì? Đưa cái gì ra? À, output là in là đưa ra giá trị A và B. À đúng rồi. Rồi cái bài kế tiếp nữa. Bài này bài kế tiếp nữa thầy xin mời bạn Hiền Mai nè. Dữ liệu vào của bài này là gì? Dạ em thưa thầy, dữ liệu vào là ABC ạ. Rồi, output là gì? Dạ, output là đầu ra là chu vi của tam giác và diện tích của tam giác ạ. Rồi, hoàn toàn chính xác. Rồi bài kế tiếp xin mời bạn Lộc. Lộc cho thầy biết input của bài toán này là gì? Trong quá trình dùng thì các bạn có thể sẽ trả lời bằng mic hoặc là cửa sổ chat nhé. Gõ nhẹ 10 ngón gõ thật nhanh để trả lời nhanh. Lộc hãy cho biết bài này input, bài toán input là gì? Muốn biết input là gì cứ căn cứ cái dòng dữ liệu vào này thì mình sẽ xác định được input. Output là gì thì mình cứ căn cái dòng là kết quả ra thì mình sẽ biết được là output. Lộc đâu nhỉ? Ở cái bài này thì chỗ này thì đề nó hơi dài một tí nhưng mà cứ ta cứ căn cứ vào đây. Dữ liệu vào từ tệp bài 3.inp ghi số lượng x1, y1, x2, y2, y3, y3. Như vậy đây chính là dữ liệu vào. Còn output của bài toán là bài toán đưa ra khoảng cách. Vậy thì đã đưa ra khoảng cách giữa nhà ba của bạn này. Rồi bây giờ ta sẽ sang bài kế tiếp. Rồi kế tiếp để ta xác định luôn một lượt để các bạn làm. Rồi kế tiếp nữa xin mời Tiến Đạt ăn. Cho thầy biết bài này cho input của bài toán là gì? Xác định bài toán. Ông thầy là cho n nguyên dương. À rồi, cái output bài toán là gì? Output bài toán là S. Rồi, là đưa S ra. Rồi, ok. Rồi, kế tiếp nữa, Mạnh Dũng. Bài này thì sao? Input bài toán là gì? In thầy input bài toán là A và B ạ. À, AB, output là gì? Output là tổng S. À, tổng S thu được. Rồi, ok. Rồi, kế tiếp nữa. Ở cái bài kế tiếp, tới đâu rồi nhỉ? Tới Dũng này. Ngọc Khánh nào? Input của bài toán này là gì? Khánh đọc quan sát xem nhé. À, đây Ngọc Khánh đã trả rồi, bài input của bạn là nhập số nguyên dương n. À rồi, ok. À, còn output của ta? Output ở đây thì nó hơi dài thì các bạn cũng có thể gọi lại là output là ta thông báo ra là đúng rồi, n chẵn hoặc là n lẻ. Rồi, ok. Như vậy với mỗi bài toán thì các bạn nhận thấy rằng việc xác định bài toán nó rất dễ dàng. Ta cứ căn cứ cái dòng dữ liệu vào để ta xác định được input của bài toán và ta xác định được output của bài toán. Rồi bây giờ ta quay trở lại với cái bài này. Vậy thì với cái bài này này thì chúng ta ở Ngọc Khánh và các bạn nhận thấy chúng ta sẽ cần làm như sau. Thứ nhất thì các bạn nhận thấy là ta xác định bài toán, tức là bài toán cho cái gì? Bài này cho ABC. Bài toán này cần tìm cái gì? Bài toán này cần tìm giá trị của S và P. Rồi vậy thì khi mà học lập trình chấm C cộng cộng thì mình sẽ chia bài toán theo đó thành các bước để tí nữa mình viết chương trình cho nó dễ thôi. Ta có bước 1, ta sẽ như là nhập AB. Thông thường nó chính là cái thằng input. Ở bước thứ hai, các bạn sẽ thực hiện công việc là tính toán giá trị. Ở đây thì các bạn nhận thấy rằng để tính A bình phương thì chỗ này thầy để gắn A sao A. Như vậy ta sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. Ta sử dụng dấu sao cho phép toán nhân nhé. Vâng, xin mời bạn Hiền.
Rồi, sau đó ta đưa S và P ra và sau đó ta kết thúc giải thuật. Vậy thì quay trở lại về cốt chương trình thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại, thì các bạn quan sát nhé. Vậy thì với một bài toán đầu tiên này, phát biểu từ trên thầy chụp lại cái này. Đây thầy, em Sao? quên mất cách tạo file input rồi. À, yên tâm, 2 giây nữa thầy trò mình sẽ đến đoạn đấy nhé. Bây giờ thì chúng ta đã có phần hướng dẫn thuật toán, ta có một đề bài và cách xác định bài toán, và công việc kế tiếp của chúng ta là viết chương trình. Để viết chương trình thì các bạn sẽ chạy sau khi cài đặt cái phần mềm Code Block thầy gửi ở trong nhóm Zalo. Ôi, Code Block ơi, chạy nhanh lên. Thì thầy trò mình bắt đầu sẽ làm quen với thằng Code Block. Một số bạn đã làm quen rồi. À, đây là giao diện của phần mềm Code Block. Bên trên này có các cái menu chức năng. Ở dưới có vài cái nút lệnh. Ở giữa màn hình có cái nút Open Exit Project. Mở Project đã có. Có nút Create a New Project là tạo tệp mới. Project mới. Với mỗi bài làm thì nên tạo ở một project khác nhau. Bây giờ thầy trò đang làm, chúng ta đang làm bài gì? Bài này có tên là bài 1BT1 nhé. Các bạn cứ nhìn vào tên file nhé. Để đặt tên bài, tên file nó không bao gồm phần mở rộng. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. À, các bạn nói bài 1BT1 đấy, là đây là thầy có cái tên này. Bây giờ thầy tạo project ở trên code block lại sẽ làm như sau. Ấn nút Create a New Project. Rồi sau đó nó hiện ra cửa sổ này, tại nút Console Application và nút Go. Rồi ta nút Next. Trong Project Title là tiêu đề của bài thì các bạn đặt đúng tên bài, chứ đừng đặt là bài ngày 1 bài 1, ngày 2 bài 1 và ngày 2 bài 2 nhé. Tên bài nó được quy định ở trong tên của đề đây, tên tệp ở đây. Ta lấy một phần tên thôi, không lấy phần mở rộng nhé. Còn ở trong mục folder Create Project, thầy sẽ chọn nơi lưu trữ bài. Thông thường thì thầy sẽ lưu vào trong ổ D, tất cả thầy lưu ở đây. Thầy tạo nếu chưa lưu ở đâu thì ta tạo một thư mục và trỏ nó đến đó nhé. Chỗ này ta không được để trống nhé, để trống thì nó sẽ báo lỗi. Nút Next để tạo ra Next tiếp để chuyển các cửa sổ kế tiếp. Ở đây do tệp mình đã từng tạo trước đây nên nó báo, bạn hãy ghi đề. Sau khi chạy xong code block, các bạn thấy menu các chức năng nó ẩn đâu hết, để vào view chọn manager. Đấy, thì nó hiện ra cái cửa sổ này. Thì khi đó ta nháy vào chữ chuột, ấn vào chữ main, nháy đúp thì đây là code bài làm. Giữ phím Ctrl trên bàn phím lăn chuột lên thì nó phóng to, lăn chuột xuống nó run bé. Như này ngang đánh đố anh em đúng không? Ta phải run to lên để ai cũng có thể nhìn thấy. Tiếp đến, ta sẽ thực hiện là viết chương trình. Để viết chương trình thì chúng ta sẽ ôn lên nhanh nhá. Đầu tiên ta có khai báo thư viện. Ta sử dụng thư viện tổng hợp là thư viện bit và chéo stdc cộng cộng chấm h. Các bạn là thấy ta có thư viện là bit gạch chéo stdc cộng cộng chấm h. Đây là câu lệnh này là khai báo thư viện. Cái thằng using namespace này là kệ nó, câu lệnh của hệ thống. Ta quay trở lại đề bài. Đề bài người ta cho số nguyên ABC, đây là các biến nhớ. Để khai báo các biến nhớ thì ta chọn kiểu dữ liệu. Ta có INT, tên biến nhớ là A phẩy B phẩy C. Rồi. Là ta đã được tạo được biến. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là tiếp cái công việc là đọc đề. Đề bài người ta yêu cầu là tính giá trị S và P. Thì ta có hai kiểu số nguyên cơ bản, kiểu INT và kiểu long long. Ở đây thầy giới thiệu với kiểu dữ liệu lớn hơn là kiểu long long. Khai báo biến, biến là đại lượng để lưu trữ các giá trị trong chương trình. Để khai báo biến thì ta sẽ thực hiện trên đấy, là kiểu dữ liệu tên biến, nếu có nhiều biến thì giữa các biến cách nhau bởi dấu phẩy. Ở đây ta long long S và P đấy, khi gõ dấu phẩy thì nó cách liền trước thằng biến trước và cách thằng biến sau ra nhé.
Rồi bây giờ ta đang khai báo xong các biến. Entertainment là bắt đầu vào chương trình chính. Thì ta có câu lệnh là free open, làm việc với tệp. Vậy thì ở đây là tên tệp. Tên tệp này lấy ở đâu ra? Nó lấy ở chỗ này. Bài 1pt1.inp. Nó là thằng này. Vậy ở trong cốt bài làm ta ghi bài 1pt1.inp. Mở ra để làm gì? Phải để đọc. Từ đọc trong tiếng Anh ta hay sử dụng từ read để đọc. Ta đã viết tắt của chữ R. Với tham số là std. Đấy, câu lệnh này là mở dữ liệu ra để đọc. Tương tự như vậy, ta có câu lệnh free open. Có một chữ e đấy nhé, mở ngoặc kép. Bài 1pt1 nó cùng với tên nhưng nó khác nhau phần mở rộng. Rồi sau đó ta có mở ra để làm gì? Để ghi, để roi, để viết vào, viết kết quả vào. Thì đây là có STDL. Rồi sau khi thực hiện công việc trên xong thì ta đã nhập được, ta sẽ đã đọc được dữ liệu, ta sẽ đã mở được tệp. Thao tác này gọi là công lệnh mở tệp. Bài nào ta cũng làm như thế. Ở bài sau là bài 1pt2, bài sau nữa là bài 1pt3. Nên cấu trúc câu lệnh này là không đổi nhé. Rồi tiếp đến ta sẽ phần đọc dữ liệu. Đề bài cho cái gì? Dữ liệu vào cho số nguyên ABC. Vậy thì chỗ này ta cin A. Để nhập một biến, ta sử dụng câu lệnh cin dấu cách hai dấu lớn hơn dấu cách tên biến cần nhập. Muốn nhập thêm thằng B, ta cin thằng B. Muốn đọc thêm thằng C, ta cin thằng C. Câu lệnh cin này nó tương ứng với cái bước 1 của chúng ta là bước nhập ABC. Nhập ABC tức là cin A, B, C. Sau khi các bạn cin ABC xong thì ta sẽ thực hiện tiếp cái công việc là tính giá trị của biểu thức. Ở đây thì ta có S thì sẽ bằng. Đấy, các bạn nhớ giữa dấu bằng nó cách thằng trước là nhá. Bằng A bình, A bình thì phải lấy A nhân A. Như vậy thì ta có sử dụng dấu sao cho phép toán nhân. B nhân B cộng với C nhân C. Đây là nhân cho A cộng B cộng C. Đấy. Như vậy tới đây thì chúng ta đã giải quyết được cái công việc là nhập ABC và tính giá trị của biểu thức S. Biểu thức P của ta sẽ tính là bằng là, để ta quan sát lại nhé, biểu thức P của ta sẽ bằng là A cộng B nhân B cộng C. P bằng A cộng B nhân với B cộng C. Rồi. Ui. Cuối câu lệnh có dấu chấm phẩy thì ở đây cái biểu thức này người ta gọi nó là câu lệnh gán. Nó tính toán biểu thức bên tay phải, nó lưu vào gán đè vào giá trị biến S. Nó tính toán biểu thức bên phải, nó gán đè vào, nên ta gắn P bằng từng này. Đây được gọi là câu lệnh gán giá trị. Cấu trúc của câu lệnh gán giá trị là tên biến bằng biểu thức. Đấy. Sau khi ghi được thằng S thằng P chúng ta đưa kết quả ra. Nếu cin hai dấu lớn hơn là để nhập thì ta có cout là hai dấu bé hơn để xuất dữ liệu. Đề bài người ta yêu cầu tính gì? Tính S. Vậy thì ta đưa S ra. Bài yêu cầu tính P, ta đưa P ra. Ở đây ta nhìn thấy ở trong chỗ test đề bài ta thấy S và P nó viết trên cùng một dòng và ở giữa có một dấu cách. Nên ta thêm dấu cách ở giữa, ta ghi mở ngoặc kép, cách mở ngoặc kép và ta đưa P ra. Sau khi cout xong là ta đã thu được rồi. Như vậy ta đã hoàn thành bước 1, bước soạn chương trình. Bước thứ hai là bước kiểm sửa. Bước kiểm sửa lỗi thì ta có cách ta vào builder, chọn builder and là để kiểm tra lỗi. Chương trình của mình code mà có lỗi gì thì nó sẽ thông thường sẽ nhấp nháy ở dòng đấy. Khi nào nó return không như thế này là chương trình không có lỗi. Đây là ví dụ như ở đây thầy xóa dấu chấm phẩy ở đây đi để thiếu dấu chấm phẩy cuối dòng. Đây là lỗi phổ biến nhất. Ấn nút builder and. Đấy, thì con trỏ nó nhấp nháy đỏ, nó báo lỗi ở dòng này. Nhưng nếu các bạn để ý, ta không biết nó đang bị lỗi gì. Vậy muốn biết nó bị lỗi gì thì các bạn vào thẻ view, chọn log là lịch sử. Đấy, trong vòng log nó báo là ở dòng số 9, cái biểu thức này thiếu dấu chấm phẩy. Đấy, như vậy thì ta bổ sung thêm dấu chấm phẩy. Đấy. Ví dụ như ở đây, thầy bỏ biến C ở đây đi. Nhá. Rồi thầy ấn nút chạy chương trình. Thì các bạn để ý cái cửa sổ lốc nó sẽ báo lỗi nhé.
nó báo lỗi rằng biến C will not be great this the scoper gì đấy, nó báo rằng ở dòng số 9 biến C chưa khai báo, vậy thì mình khai báo bổ sung biến C trong chương trình, các biến nào muốn dùng thì phải khai báo nó. Rồi trên đây ta đã thực hiện xong công việc là sửa lỗi và chạy thử chương trình, thấy nó báo return không là ngon rồi. Vậy thì ta sang bước thứ hai là bước tạo tệp project. Rồi để tạo thêm project nhé, à quên, nhằm tạo thêm input thì thầy sẽ làm như sau. Thầy vào file, cái nút file là cái nút này. Hoặc là các bạn vào file chọn new, chọn empty file cũng được. Nhưng thầy thích dùng nút này hơn. Các bạn new empty file, chọn empty. Đấy, sau đó nó hiện ra cửa sổ, các bạn chọn yes. Là bạn có muốn tạo ra file in không? Trên này thì nó hiện ra chúng ta đang làm bài nào? Bài 1BT1.inp. Vậy thì ở trong cửa sổ chat này, ở cửa sổ hiện lên ta ghi bài 1 bt1.inp. Rồi nút save. Ở thẻ dưới cùng ta chọn thẻ all file nhé. Nó có thông số các giả sử nó cho ta chọn này. Thì các bạn phải kéo xuống dưới chọn all file nhé. Rồi ở nút save, lưu, chọn yes. Chọn ok. Đấy. Vậy đây là nơi chứa phát bộ số chạy thử của mình. Bộ số chạy thử ở đây mình cho 1, 2, 3. Và đây thì ta sẽ nhập bộ số 1, 2, 3. Đấy, rồi ta nút chạy chương trình. Rồi sau khi chạy chương trình thì trong thẻ out này nó chưa có kết quả thì ta nháy chuột phải tại đây. Ta chọn add file, tức là để ta thêm file vào project. Và ta làm bài 1pt1.out đây. Để nút open. Nút ok. Đấy, thì nó ra được là 84 và 15. Bạn sẽ thấy đấy, nó ra được 84 và 15, và khi đó ta nhìn thấy test đề bài ra 84 và 15 là đúng rồi. Thì khi đó ta khoan đã nộp bài, ta phải chạy thử với các test khác nhé. Ví dụ như bây giờ thì chạy với là A bằng 3, B bằng 3, C bằng 1 chẳng hạn. Vậy thử hỏi xem biểu thức có giá trị khác không. Khi chạy thì nó báo return không là đúng, các bạn ấn enter. Nó bảo có ghi đề file out hay không, chọn có. Đấy, và ta mở file ra ta thấy là vẫn 84 15 rồi. Thì từ số này số 8 chẳng hạn. Đấy, rồi chạy chương trình. Đấy, nó lại ra được kết quả như trên. Đấy. Đấy, như vậy thì trên đây là cái code của làm bài 1BT1 và cái cách trình bày chương trình như trên, bao gồm có cách code chương trình, hiểu ý nghĩa từng đoạn chương trình, thao tác thêm tệp, file in, file out, và cuối cùng chạy thử và kiểm thử nhé. Thì chụp lại cái ảnh này, các bạn có thể lưu các ảnh về tạo ra một thư mục để lưu ảnh học lập trình nhé. Ta tương tác dưới dạng như thế này. Đấy thầy à, cái code block của em ấy nó không hiện cái phần main c.cpp bằng 1.bt À, nó không hiện cái này á. phần bên trên đấy cái đấy. À, cái này thì thực tế là thỉnh thoảng nó ở đâu đây ở trong này nó mới hiện lên, nên nhớ rằng ta chỉ cần tích vào mấy cái phổ biến ấy, compiler main debug này, rồi trong thẻ này chọn cả mini này, mà cứ status đấy, chỉ cần tích thêm ba thằng này em kiểm tra xem nó đã có chưa. Rồi như vậy trên đây thì thầy đang hướng dẫn các bạn làm bài. Vậy thì bây giờ ta sẽ thực hiện thử nộp bài trên hệ thống như thế nào nhé. Để nộp bài trên hệ thống, các bạn ấn Ctrl A, Ctrl C, hoặc là các bạn là chọn toàn bộ bài, ta ấn, sau khi chạy đúng ta ấn nút copy. Rồi ta quay sang server. Server thì các bạn vào trang cbcoder.net để thấy đăng thoại. Đây. Trên đây là cửa sổ đăng nhập. Thì các bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình. Tài khoản thầy đã cấp ở trong nhóm Zalo và khi thầy đã gửi rồi. Các bạn đăng nhập tài khoản và nhớ ghi nhớ vào lần sau nữa là mật khẩu mặc định là chữ A, các bạn nên đổi mật khẩu khác nhé để tránh người khác truy cập vào mật khẩu của mình, à, tài khoản của mình. Ta được thầy để mặc định là chữ A rồi ấn nút đăng nhập. Vậy thì đây là cửa sổ đăng nhập và làm việc. Rồi khi đó ta ấn nút chấm bài để chấm. Đấy, trong chấm bài thì ta xóa cái code cũ này đi. Ta paste code bài làm ở đây. Ta đang chấm bài 1BT1, vậy thì chỗ này ta sẽ đặt tên là bài 1BT1. Đấy. Sau đó ta lăn chuột xuống dưới, ta ấn submit để chấm bài.
Khi ta lăn xuống ta nhận thấy rằng trước đây thầy đã nộp một số bài nên nó sẽ nằm ở đây. Đấy. Ta nút submit về ok. Và chờ thầy đang chấm bài một BT1, các bạn chờ một chút bên nhật ký nộp bài ở bên tay phải, nó sẽ chấm và báo điểm cho chúng ta. Lâu quá. Thầy mua máy mới vậy thầy? Thầy chưa mất cái con máy đẹp của thầy ở đây. Đây ta có bài một BT1, nó ra vẫn là bài ra 10 điểm và ta click chuột vào đây thì khi đấy nó báo kết quả khớp đáp án là đúng, khác đáp án là sai, không thấy file kết quả thì là do đặt sai tên file ở đây và thay sai tham số ở đây nhé. Rồi trên đây thầy đã hướng dẫn các bạn làm bài đầu tiên và ta đã giải quyết được cái bài toán này xong. Vậy thì bây giờ ta sẽ sang bài toán thứ hai nhé. Rồi ta sẽ sang bài toán thứ hai. Xin mời các bạn cùng làm bài, ta tua nhanh nhé. Vâng, xin nghe. Xin chào bạn Huyền. Rồi, về chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài tập thứ hai. Vậy trước khi sang bài tập thứ hai thì thầy cũng nhắc lại là có một số các kiến thức trọng tâm khi làm việc trong C cộng cộng. Thì ta có một số các cái câu lệnh đây thầy bỏ nó cho nó hình chữ thường đi. Ta có một số các cái câu lệnh cơ bản để ta sử dụng các phép toán như phép toán cộng trừ nhân chia định giá trị của một biểu thức. Đấy, ở đây thì thầy giới thiệu luôn lại. Ta có một số phép tính cơ bản và phép tính toán học. Thì ta có phép toán cộng trừ nhân chia rồi phép toán chia dư, phần trăm là chia dư nhé, chia lấy số dư, ví dụ như 7 chia cho 2 được 3 dư 1. Đấy. Rồi ta có một số hàm số học, thì ta có hàm hàm thứ nhất là để tìm căn bậc 2 của x, thì cái hàm này nó sẽ ghi là sqrt của x. Hàm thứ hai thì ta hay sử dụng là hàm là lấy phần nguyên của x, thì thầy sử dụng hàm chun c của x. Rồi ta có thêm hàm trị tuyệt đối thì ta có của x, thì ta ghi là AVS của x. Đấy. Vậy thì chúng ta đã giải quyết ra được là một số hàm số học cơ bản. Thứ hai thì ta có một số các cái kiểu dữ liệu. Một số kiểu dữ liệu cơ bản thì ta có kiểu số nguyên. Kiểu số nguyên thì ta sử dụng hai kiểu phổ biến mà ta hay sử dụng là kiểu INT và kiểu long long. Đấy. Kiểu số nguyên thì dùng kiểu INT hoặc long long. Rồi kiểu thứ hai kiểu số thực thì ta sẽ sử dụng kiểu float hoặc là kiểu double. Đấy. Kiểu thứ ba là kiểu logic, kiểu bool, kiểu logic. Kế tiếp nữa đó là kiểu ký tự, đó là kiểu trang. Đấy. Bên cạnh đó thì ta cũng có kiểu mảng, kiểu sâu và các cái kiểu phổ biến khác. Thì như vậy thì ở chỗ này thì thầy chia sẻ lại. Để gửi cửa sổ chat nhé.
Rồi, đó là một số các hàm ở cơ bản. Rồi bây giờ với các hàm được công cụ đưa ra thì ta sẽ sử dụng để giải quyết tiếp bài toán thứ hai. Các bạn sẽ làm nhanh nhé. Để chúng ta sẽ tăng tốc lên một chút. Giờ các bạn đọc đề và ngẫm một chút. Phải chuẩn bị trả câu hỏi, trả lời câu hỏi nhé. Cơ mà chưa kịp hỏi nó đã có đây. Cái này ta hỏi rồi. Đề bài cho cái gì? Đề bài cho XYZT. Đề bài cần tìm cái gì? Cần tìm giá trị của A. Vậy thì biểu thức nó tính được bởi những công thức nào? Bởi công thức này. Thế hàm căn bậc 2 là hàm gì? Hàm SQRT. Đấy. Chia cho mẫu số là Z cộng T. Nếu biến B của ta là bằng kết quả của một phép toán căn, vậy biến B của ta nó sẽ kiểu số nguyên hay số thực? Ta nhận thấy rằng căn bậc 2 nó trả về số thực, nên cả phân số này sẽ trả về số thực, do đó biến B. Các bạn nên chọn kiểu float hoặc double. Vậy đối với biến B nên là kiểu số thực thì khi viết ra có quy cách sẽ viết như thế nào? Đấy. Thì ta sử dụng cái từ khóa viết ra có quy cách. Rồi vậy với cái bài toán này thì ta vừa nói bước đầu tiên ta nhập XYZT. Bước thứ hai là ta sẽ đưa giá trị của nó ra. Và sau khi tính được đó chính là xác định bài toán. Và hãy lưu ý rằng cái hàm căn bậc 2 của x nó sẽ trả về kết quả là kiểu số thực nhé. Vậy thì bước 1 của ta là nhập XYZT. Bước 2 ta bắt đầu thực hiện công việc tính AB. Ta gắn A thì bằng là biểu thức này. B thì bằng căn bậc 2 của tử số chia cho mở ngoặc mẫu số. Sau đó ta đưa AB ra. Cái đưa AB ra thì ta quan sát cái test đề bài. Ta thấy thằng A một mình một dòng. Như vậy ở chỗ này ta đánh ra. Ta đưa A ra. Đấy Đấy. thầy, em đang nhập nhầm vào nick bạn khác rồi xong em nộp bài. Em nộp tận 3 bài luôn. Được đấy, coi như là em donate cho bạn ba bài. Ta đưa B ra đấy. Và lưu ý rằng ở đây B là biến kiểu số thực. Thì đưa B ra thì ta đưa đưa B ra có quy cách. Thì các bạn để ý rằng để xeo thằng B ra thì ta có thể sử dụng câu lệnh là xeo fix. Đây là câu lệnh đối với các biến nào kiểu float nhé. Ta có set pre season và ngoặc cái đề này lấy chính xác đến ba chữ số thập phân và tên biến của thằng B. Đấy, thì cái thằng đưa B ra có quy cách nó sẽ được viết bởi như thế nhé. Rồi trên đây là chúng ta đang giải quyết bài toán số 3. Và bây giờ các bạn bắt đầu viết chương trình nhé. Sau đó khoảng 3 phút nữa thì thầy mời các bạn chia sẻ màn hình bài làm của mình. Rồi các bạn chờ thầy một chút để thầy rồi bây giờ xin mời các bạn làm bài đi để thầy tạo ra một cái nhóm Zalo mới của các bạn đang có theo học hôm nay. À, Ngọc Khánh là con của mẹ Thơm à? Hôm trước thầy vừa ngồi nói chuyện xong. À, Ngọc Khánh ơi, hoàn toàn được nhé. Thầy rất thế, trước thầy rất hay sử dụng Depsy. Hôm trước thầy ngồi ngồi nói chuyện với mẹ của Ngọc Khánh mới phát hiện ra là Ngọc Khánh, mẹ của Ngọc Khánh học trước thầy, mẹ học cái học K41 của thầy học K43, trước thầy hai khóa. Ngồi nói chuyện tình cờ ghê. Rồi thầy sẽ tạo ra một cái nhóm, nút tạo nhóm. Các bạn ở chuẩn bị nhé.
Thầy vừa tạo ra một cái nhóm mới thì các bạn đăng nhập vậy các bạn đăng nhập vào cái nhóm Zalo mới giúp thầy nhé, để cho các bạn mà bởi vì cái nhóm kia có khá nhiều các bạn học trước nhưng nay các bạn nghỉ, nhưng mà để biết được các bạn nào tiếp tục theo học thì ta cứ tạo ra nhóm mới thì vừa duy trì được liên lạc được với các bạn cũ và cũng là thầy vừa gửi tới các bạn cái đường link nhóm Zalo nhé, và bây giờ ta sẽ gửi thêm một thông tin ở trên đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái bài toán của chúng ta. Bây giờ ta đang giải quyết cái bài toán đầu tiên là bài 1BT3, và bây giờ các bạn nhiệm vụ của ta là viết chương trình hoàn chỉnh để giải quyết bài toán này. Vừa rồi thì thầy cho thầy gửi trong nhóm Zalo. Ủa, các bạn click vào cái đường link thầy gửi ở trong cửa sổ chat nhé, để các em vào. Rồi các bạn vào đã xem nội dung và chúng ta sẽ tiếp tục. Để xem mình. Rồi, chúng ta sẽ xin mời các bạn để chia sẻ, bạn nào xung phong chia sẻ màn hình nào. Dũng Khánh nào. Thầy cho em xem lại cái đề bài bài 1BT2 thầy. Bài 1BT2 ở quên mất bài 1BT2 đang còn là quên chưa chưa chữa lại chữa luôn bài 1BT3. Thầy Thành dạo này ngáo quá. Có khả năng thầy già cả sắp 100 tuổi đến nơi rồi đúng không? Ta làm bài 1BT3 trước nhé. Tự nhiên thầy click vào bài 1BT3 là tí nữa quay lại một bài 1BT2 sau. Rồi, xin mời các bạn xung phong chia sẻ màn hình nào. Thầy đang để màn hình ở chế độ cướp sóng nên mọi người có thể chia sẻ thoải mái. Phải không nhỉ? Đúng rồi, thầy đang cấu hình ở chế độ chia sóng. Xin mời Tiến Đạt, mời Lộc, mời Hàn Hiền Mai và bạn Ngọc Khánh Dũng cứ mạnh dạn chia sẻ bài làm của mình. Rồi ta có Tiến Đạt để chia sẻ. Được rồi, bây giờ nhập ABC, bây giờ nhập ABC thì nhét vào người thứ này, chia mẫu số này. Rồi, vậy em hãy chạy thử chương trình với test của đề bài. Rồi, với mẫu số 1, 2, 3, 4 thì output nó là được là rồi nó ra được 35 và 0,247 đã được nghĩa ok như test của đề bài. Rồi bây giờ em quay trở lại code thầy xem lại xem code có nội dung gì cần phải chia sẻ không nào. Sau khi nhập XYZT nhập tính giá trị của biểu thức và sau đó em thực hiện cell thằng A ra. Riêng thằng B nó là thuộc kiểu số thực nên khi viết ra có quy cách bằng fixed precision. Rồi hoàn toàn chính xác. Thầy xin cảm ơn Đạt. Thầy vừa gửi thêm cái bài số 2, đặt lục lại bài số 2 nhé.
Thì gửi ở trong nhóm Zalo mới. Thì cứ gửi để các bạn nào chưa xem còn là nhìn thấy được. À, rồi chúng ta sẽ sang tiếp nội dung của bài. Trong bài vừa rồi bạn nào xung phong chia sẻ màn hình tiếp nhỉ? Nào, bạn nào không xung phong lên này. Bài nào thầy? Bài kế tiếp, cái bài vừa rồi Bài BT3 thầy? bài thứ ba giúp mạnh dạn chia sẻ, sau đó đến hiện mai cứ cô chia sẻ mạnh dạn đi. Nào xong em nộp rồi. À nộp rồi, rồi thế làm bài 1 BT2 lại nhé. Rồi về theo thứ tự từ bé đến lớn, xin mời Ngọc Khánh nhá, chia sẻ bài làm. Khánh cứ chia sẻ bài làm mạnh dạn đi, cứ cố tự cố đến đâu vì thế ta cũng xem từ đấy để mọi người cùng hỗ trợ. Cứ chia sẻ đi, chưa xong thì thầy cho mình cùng xem quá trình làm bài thì mình các bạn cùng xem, sau đó mình cùng sửa nó gì. Rồi bắt đầu cốt thôi. Em căn cứ vào cái chương trình mẫu của bài trước để ta có cái chương trình mẫu của bài bài số 1. Bài số 1. Cái bài biểu thức 1. Ta gửi lại cái chương trình mẫu để mình tôi biết cách tổ chức và trình bày chương trình. Thầy gửi thầy gửi ở trong nhóm Zalo mới nhé. Rồi. Rồi Khánh chia sẻ màn hình và bắt đầu code luôn. Vừa vừa xem mẫu code của bài trước, vừa xem thuật toán của bài toán này và ta viết chương trình theo thuật toán nhé. Để đi kiếm công nước vậy.
Trong lúc Ngọc Khánh đang cốt bài, các bạn khác tiếp tục làm bài nhé. Thầy sẽ gửi thêm tiếp các bài phía dưới để mọi người cùng làm. Bố chào con đã về à? Bố thì làm hoa thì không cái chứ. Rồi. Bố thì Trên tầng đi mua đất đặt cọc. Các nhà con. Con lấy cái nước ở dưới tầng này. Ngọc Khánh tiếp tục chia sẻ bài làm đi. Thầy đang gửi đường link để các bạn khác cùng làm, cứ chia sẻ bài làm để ta theo dõi cái tiến độ làm bài. Cái này Hình như Ngọc Khánh đang chỉ chia sẻ cái chế độ của cái màn hình đấy nên nhìn không nhìn thấy cái chế độ code được. Ở đây thì ta cùng quan sát như thế này. Trong đề bài thì mình phân tích được rằng đề bài input của bài toán là cho ABC, output của bài toán là tính S và P. Vừa rồi mình đã nhập ABC xong, em đã tính được biểu thức S và P và đưa SP ra. Tuy nhiên thì ta nhận thấy rằng biến P của mình nó sẽ là bằng là A cộng A bình cộng B chia cho B bình cộng C. Do đó phép toán chia ở cái dòng số 7 ấy, là phép toán chia lấy phần nguyên dòng 7. Do đó ở chỗ đây thì cái biến P chỗ này ta cần phải ép từ số thành kiểu số thực. Nên ở đây thì em có thể tách thằng P ra thành kiểu float hoặc là double. Và khi đó ta sẽ set fit set precision nó ra. Đấy, để nhân P đấy thì ta tách nó thành kiểu số thực nhé. Float. Thì mình xóa cái biến P ở khai báo ở dòng số 3 đi. Tiếp đến thì chúng ta cái chỗ P bằng ấy thì tử số em nhân nó với 1.0 để ép nó sang kiểu số thực. Ta có hai cách ép. Một cái cách ép là ép thành kiểu dữ liệu. Loại thứ hai là nhân trực tiếp nó với cái số ở kiểu dữ liệu đấy. Rồi, ok. Rồi bây giờ sau khi ta đưa thằng S ra xong, ta đưa thằng P ra. Tiếp đến em đưa thằng P ra. Nghe của con này. Con
Sau khi bạn thực hiện xong cái đoạn chạy chương trình như trên để nộp cái hệ thống bài chấm được thì em thêm cái câu lệnh free open ở trên dòng số 5 nhé, cho dòng số 5 tụt xuống và em sử dụng câu lệnh free open như thầy hướng dẫn, cho bằng C in tụt xuống ở đây. Thì cái hệ thống chấm của thầy nó phải có free open nó mới chấm được. Tất nhiên thì nó chấm theo trình chuẩn cũng có, nhưng mà do mình đang làm dưới dạng các kỳ thi nên cấu trúc câu lệnh free open thì bao gồm free open, tên đẹp cần mở, tham số thứ nhất và tham số thứ hai. Rồi xem cái câu lệnh free open này. Sau đó chia sẻ màn hình hướng dẫn nộp bài để thầy cùng quan sát cái thao tác nộp bài luôn. Cấu trúc của câu lệnh free open nó hoạt động là như sau. Thì gửi ở trên cửa sổ chat của Zoom nhé. Đấy. Free open tên tệp cần mở, tham số R để đọc với đuôi số STD in. Sau đó free open đuôi chấm out, tên tệp đuôi chấm out để đọc. Sau đó chữ V là để viết và tham số STD out như ở trong cửa sổ chat. Em chia sẻ tiếp màn hình và thực hiện thao tác nộp bài để mọi người cùng quan sát luôn. Ngọc Khánh cứ chia sẻ màn hình đi, đi về nhà. Khi hướng dẫn cho em và các bạn khác cũng là cái chắc chắn thống nhất chung một cùng một cách làm, các cùng thao tác để người ta đỡ bỡ ngỡ. Ngọc Khánh lại chia sẻ lại đoạn tiếp đi, tiếp một cái đoạn thêm phần yêu cần em. Ngồi giữa đi. Em. Hai ga nữa. Ngọc Khánh quan sát cái câu lệnh free open thì gõ ở trong cửa sổ chat. Đấy, còn bài nào nó không thể em làm nốt. Thì các bài thầy gửi ở trong nhóm Zalo mới em đã làm xong chưa? Không có. Ở thầy gửi Có. link từ nhóm Ôi giời Zalo mới ơi. Thầy gửi lại đường link nhóm Zalo mới nhé. Có đứa. Đấy, trong cửa sổ của Zoom. thử. Ở sao của Ngọc Khánh lag đấy nhỉ? Không thấy gọi chứ, có mỗi free open mà sao lâu thế? Ủa, Ngọc Khánh lại bay màu đâu rồi? Ngọc Khánh chia sẻ lại bài làm các bạn khác tiếp tục vào nhóm và cứ mạnh dạn làm bài. À.
À thì thấy bạn 02 đang nộp bài rồi. Tôi Khánh chia sẻ lại màn hình nào, gõ tiếp lời đoạn này cho xong ấy. Để các bạn khác cùng quan sát thao tác làm luôn. Nào cấu trúc câu lệnh nhà em xem ở trong cửa sổ chat của Zoom ấy, thầy đã có sẵn cái câu lệnh free open này. Câu lệnh free open thứ nhất là free open tên bài. Tên bài .inp tham số R để đọc phẩy std in. Rồi, cái chỗ đuôi .inp nhé, em sửa lại thành là INP chứ không phải là NIP. Đấy. Chữ INP viết tắt của chữ input là nhập vào. Ở cái dòng thứ hai thì ta có thao tác là tên bài nhưng mà đuôi nó là đuôi chấm ao và tham số của nó chữ v kép viết tắt của chữ write, tức là viết, read và write. Rồi tham số của ta là std out. Đấy, với mỗi bài sau khi em làm em chạy xong rồi thì em nhớ nộp nhé. Rồi bây giờ em copy toàn bộ code bài làm và nộp lên trên server nào. Em chia sẻ màn hình trình duyệt Internet. Để thầy gửi lại cái đường link của trang web nộp bài ở trong nhóm Zalo. Có cái cơ mua không? Vâng, dạy cam chị không? Có đây dễ bạn. Con đủ sữa đi nhé. À, sau khi Ngọc Khánh đã nộp bài xong thì chúng ta sẽ cùng quan sát xem ở trên server thì nó sẽ thu hoạt động như thế nào. Ví dụ như bạn số 02 vừa nộp, 02 là bạn nào nhỉ? À, 02 là của bạn Dũng, bạn đã nộp bài. 03 của Khánh chưa thấy nộp bài nhỉ? Đang nhớ đăng nhập vào nhé. Ở buổi đầu thì chúng ta hơi khó khăn lag một tí bởi vì các bạn đang làm quen với cái hệ thống nộp bài. Rồi đã thấy bạn 03, chỗ 03 vừa rồi Khánh nộp bài thì thiếu mất cái chỗ nhập tên bài. Em lưu ý cái chỗ nhập tên bài nhé. Bạn 05 đã nộp đúng rồi đấy, theo đúng cách. Khi ấn nút chấm bài thì ta có hai thao tác cần làm. Cần thao tác thứ nhất là xóa cái nội dung code mẫu có sẵn và paste bài làm của mình vào. Thao tác thứ hai lăn lên trên nhập tên bài đây. Thầy hướng dẫn Khánh nộp bài nhé. Xóa code mẫu cũ đi, paste bài làm của mình. Ui, nhầm. Đấy, paste bài làm của mình vào đây. Sau đó ta sẽ nhập tên bài vào đâu? Tên bài đây, tên bài nó lấy phần này, lấy mỗi phần tên thôi. Các bạn copy, các bạn paste nó vào đây. Nhá, phải có tên bài ở đây thì chấm bài nó mới chấm được nhé. Nó biết đoạn code này là của bài nào. Sau đó ta nút submit chấm bài. Sau khi nút submit chấm bài thì khi đó ở trên trang chủ nó sẽ có mục thống kê nộp bài. Và đây thầy sẽ biết được là trong lớp ta có bạn nào đang nộp bài. Ví dụ như bạn KBC KCB06602 đã nộp được mấy bài này. Rồi bạn 603 đã nộp được mấy bài này. Rồi bạn đấy, tên như vậy thì quá trình mình làm cứ làm đi làm lại và nộp bài theo đúng tiến độ nhé. Rồi, vừa rồi thì thầy cho mình đấy đang chấm bài của bạn 05. Ta có thể đấy, ta cũng có thể xem các bạn khác nộp bài thế nào, ta nút vào bài nộp.
Là chỗ 603 em nộp lại tên nó là bài 1BT1 nhé. Chứ không phải bài 1BT, thiếu mất chữ 1. Bài 1BT1. Đấy, trong bài của mình là tên file của nó đây mà. Bài 1BT1 rồi nha. Và lại làm cho nó quen cái hệ thống này đi. Chấm bài chính xác. Hệ thống nội bài vẫn đang thu bài nộp của các em. À, các em làm xong bài báo để thầy gửi thêm các bài mới. Cứ sau mỗi buổi học thầy cho mình cố gắng là làm được nhiều bài nhất có thể. Đấy. Tuấn Hải đang hỏi gì đây? À, Lê Tuấn Hải, là tài khoản của Lê Tuấn Hải à? Ok, để đây. Lê Tuấn Hải cho KCB6. Sao à? À, hôm vừa rồi thì một số bạn làm bài rất tích cực. Rồi. À, như vậy thì chúng ta đã giải quyết xong được cái bài bên trên. Vừa rồi không ba bạn đã nộp lại bài chưa? Khi nộp bài nhớ cái phần tên bài bên trên nhé, phải đặt đúng tên bài lấy từ đâu ra, nó lấy từ cái free open này mà trong đề bài mình cũng đã ghi rất rõ là ở trong cái bài của chúng ta cũng ghi rất rõ là bài đấy đang đâu nhỉ, đây bài 1BT1 đây đấy, tên bài nó lấy ở chỗ này ra. Nên khi đọc đề, cái hay nhất là mình vừa phát hiện ra được đề bài này cho cái gì, cần tìm cái gì, tên bài là gì đấy, tên project, tên bài khi nộp bài nhé. Rồi tới đây thì chúng ta đã làm xong được cái bài 1BT3. Với bài biểu thức này thì các bạn đã tính được giá trị của biểu thức, đưa được giá trị các biến ra và nộp được bài lên trên hệ thống. Bạn nào mà chưa làm được bài này xin mời các bạn chia sẻ màn hình để thầy trò mình cùng hỗ trợ nào. Lộc nào, nãy giờ chưa thấy Lộc lên tiếng, mạnh dạn lên. Có Dũng làm rồi đúng không, là Ngọc Khánh rồi, để Hiền Mai, Lộc, Tiến Đạt. Tiến Đạt hình như cái này xong rồi. Rồi bạn 05 đã nộp A bài 4 rồi. Bạn 04 nộp vào 03 rồi. Ok. Bạn 03 T tí nữa Ngọc Khánh nộp lại bài vừa rồi nhé. Đặt tên nó là đấy. Rồi kia các bạn học sinh lớp khác. Rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục cái bài nào Lộc với Hiền Mai có chia sẻ bài làm không? Xin đây. Lộc với Hiền Mai thầy xem. Lộc là 01, Hiền Mai là 04. Ôi giời ơi, để chia sẻ sau nhìn thấy mỗi thầy thầy nhỉ. Sau khi nhập ABC xong thì Hiền Mai cắt câu lệnh số 7 ở dòng số 8, số 9 lên trên dòng số 5. Cắt nó để lên trên chỗ dòng số 5. Rồi, bây giờ em nháy chuột phải giữa màn hình. Chuột phải. Nháy chuột phải giữa màn hình. Rồi chọn cái dòng là Format User Style. Cái dòng Format. Cái đấy, cái xuống dưới đó. Dưới dòng bookmark đấy, chọn đấy.
Rồi, khi mà mình format thì chương trình này, đề bài bài bạn đang làm bài một BT3, bạn bè khai báo một biến flop đây. Đề bài người ta yêu cầu là bài một BT3, bài thêm bài một BT3 người ta cho XYZT, do đó ở chỗ đoạn này hiện mai chỗ nhập dữ liệu hình như mình đang bị thiếu mất thằng T. Rồi thứ hai là sau đó em tính là A thì bằng là X cộng Y cộng Z nhân với X cộng và ZX có nhá, bài 1 BT3 X cộng Y cộng T nhân X cộng T, X cộng Y cộng T nhân X cộng T. Đấy, ta đọc đề thật kỹ nhé. Rồi sau đó xe thằng A ra, ok. Sau đó xe thằng A thì em nhận thấy cái file output số 35 nó một mình một dòng. Sau đó em bổ sung thêm cái endline cho nó xuống dòng. Muốn viết xuống dòng thì ta các bạn bổ sung thêm nhé. Tên biến cần viết ra, sau đó thêm chữ endline. Chữ endline là kết thúc dòng. Rồi sau đó em gắn B thì bằng căn bậc 2 của x bình cộng y chia cho z cộng t, sau đó xe thằng B ra. Vì thằng B của mình nó là số thực nên khi viết ra phải có quy cách. Với các biến số thực viết có quy cách ta sử dụng thằng fit set precision. Ta sử dụng fit set precision để đưa nó ra. Đấy, fit set precision ta viết như thế này. Ở trong đề bài thì tùy theo đề bài thì người ta sẽ yêu cầu các bạn là viết có quy cách thiếu lấy bao nhiêu chữ số. Thì ví dụ như ở đề bài này, bài A3, bài 1 BT3 này, người ta yêu cầu ta lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Thì ta sẽ fit set precision 3 mở ngoặc tròn 3. Thì mai bật em bật cửa sổ chat ra để xem cái chữ fit fit đúng rồi, chữ set precision thiếu chữ set nhé. Bật cửa sổ chat. Kiểu sau khi nhìn xong mình không tin vào mắt mình thì cóp luôn cho nhanh được đúng không? Fit set precision nhớ là lấy chính xác đến 3 chữ số thập phân. Rồi bây giờ em ở ấn nơi chạy thử chương trình xem sao. Các bạn khác cùng quan sát thao tác của bạn và trong đó mình mới phát hiện ra là trong quá trình mình làm nó cũng sẽ có một số vấn đề tương tự. Rồi em quay trở lại cốt chương trình, đóng cái close hẳn cái cửa sổ này lại. Rồi bây giờ bên tay trái trong thẻ AR em nhìn thấy cái chữ bài 1 BT3 của mình nó mới có phần tên nhưng nó chỉ thiếu mất phần đuôi. Do đó em nháy chuột phải, em chọn remove nó đi, close cái cửa sổ này lại. Em nháy chuột phải vào nó. Nháy chuột phải chọn remove nó đi. Remove from project gì đấy. Remove file from project. Rồi bây giờ em tạo cái mới đi. Rồi ở chỗ này ta đặt tên là bài 1 BT3 thêm đuôi chấm INP nữa. 3 chấm INP. Rồi, rồi ấn nút save lưu lại. Rồi chọn OK. Bây giờ ta chạy với test của đề bài. Ở bài này test đề bài của chúng ta là 1, 2, 3, 4. Ta chạy thử xem sao. Cái file kia mình đóng nó lại được. À Lộc chưa làm được à? Tí nữa Lộc chia quan sát hướng dẫn thuật toán và chia sẻ code nhé. Để thầy cũng đang giống như thầy đang sửa cho Hiền Mai, cũng giống như khi nãy sửa cho Ngọc Khánh nhé. Sau của Mai gọi lát nhỉ, ba Mai có thể lâu nó chia sẻ lại. Đối với cái hệ thống dạy mẹ cái dạy Mai này thì thầy đang sử dụng cái Zoom có bản quyền, chính vì thế, các em có thể cài đặt cái phần mềm Zoom PC ở trên máy tính của mình thì nó sẽ mượt hơn so với các bạn đang sử dụng Zoom web nhé. Ta có thể cài đặt hẳn phần mềm Zoom PC của mình ấy.
Và khi thầy các bạn vào cái đường link của mình là dạymai.vn gạch chéo số điện thoại của thầy. Và khi đó thì nó sẽ vào được cái lớp học. Ôi giời, sao hết pin? À, ở một số các cái khung giờ khác cũng sẽ có các cái buổi học của cái môn khác hoặc lớp khác. Thỉnh thoảng các bạn nhảy vào học cho vui nhé. À, vào để học với giao lưu với các bạn ở các nơi khác nhé. À, sau khi Hiền Mai tạo thử test input chạy thử chương trình, sau đó kiểm tra file output, nếu thấy được mọi thứ ok rồi thì em hãy nộp bài lên trên hệ thống nhé. Rồi thì bây giờ trong lúc Hiền Mai đang sửa nút file out và nộp bài lên hệ thống, xin mời Thiết Lộc chia sẻ bài làm của mình bắt đầu từ đâu nào. Lộc đã ở trong nhóm Zalo rồi chứ nhỉ? Lộc để ý trong nhóm Zalo nhé, thầy đã gửi một cái đoạn chương trình cốt mẫu của một cái bài đầu tiên khi đã thầy cho mình phân tích khá kỹ. Và ở phần này thì ta đang làm theo cái phương pháp là dựa vào một cái bài cốt mẫu có sẵn để ta làm những cái bài toán mới. Trong quá trình làm thì mình mới nhận thấy rằng à, chỗ nào cần khai báo biến, chỗ nào cần nhập dữ liệu, chỗ nào cần tính toán, chỗ nào đưa ra kết quả. Với bài toán mới này thì ta sẽ làm tương tự giống như bài toán kia. Sau khi các em làm một vài bài đã quen rồi thì ta không cần phải nhìn cốt mẫu nào, ta cứ thế là ta làm thôi. Như vậy thì vừa rồi Lộc cũng bảo đang gặp khó khăn là bởi vì vậy thì vừa rồi thì với cái bài toán đầu tiên là bài 1BT1 thì thầy đã phân tích rằng là với cái đề bài này thì chúng ta sẽ cần phải làm gì. Bài 1BT1 này thì đề bài người ta cho cái gì? Cho ABC. Như vậy thì ở bước 1 của chúng ta sẽ là nhập ABC. Đề bài tính cái gì? Tính S và tính P. Vậy thì ta phải tính S và tính P. Đề bài cần đưa cái gì ra? Đưa S và P ra. Vậy thì ta sẽ đưa S và P ra và kết thúc giải thuật. Vậy thì trong quá trình viết chương trình thì mình nhận thấy ta có câu lệnh thăng include là câu lệnh khai báo thư viện của hệ thống. Tôi thầy mô phỏng ở bên này cho nó dễ. À, đây là câu lệnh khai báo thư viện. Trong chương trình, thư viện là nơi chứa các câu lệnh. Muốn dùng các câu lệnh thì ta cần phải khai báo thư viện. Câu lệnh using namespace là câu lệnh của hệ thống. À, tiếp đến, trong chương trình ta sẽ phần này thường sẽ dùng để khai báo các biến quan trọng trong chương trình. Biến là gì? Biến là đại lượng dùng để lưu trữ các giá trị trong chương trình. À, với mỗi biến, nó thuộc một kiểu dữ liệu nào đó. Khi nãy ta vừa giới thiệu xong là ta có các kiểu dữ liệu cơ bản và gồm có kiểu số nguyên thì ta đây ta có kiểu số nguyên thì ta có hai kiểu cơ bản hay sử dụng, đó là kiểu long long và kiểu int, đó là kiểu số nguyên. Các số nào liên quan tới phép phần chia này, phép căn bậc hai này thì nó sẽ trả về số thực. Đấy. Một số khác thì ta có kiểu logic và kiểu ký tự. Đây là những kiểu đơn giản phổ biến. Rồi, vậy thì vừa rồi thì thầy có đề cập đến khi khai báo một biến cấu trúc của nó là kiểu dữ liệu cách tên biến thứ nhất phẩy cách tên biến thứ hai. Các biến cùng kiểu dữ liệu thì viết trên cùng một dòng. Các biến khác kiểu dữ liệu thì tách nó ra thành một dòng khác. Ví dụ như A, B, C nó kiểu số nguyên, INT vậy thì thầy đặt INT lên. À, lúc này thì chắc hẳn là Lộc sẽ đặt ra câu hỏi thì khi nào thì dùng INT, khi nào sử dụng long long, đúng không? Ở trong đề bài người ta cũng thể hiện rất rõ là trong đề bài thì người ta thể hiện rất rõ là các số nguyên dương ABC nhỏ hơn 10 mũ 9. Đấy. Vậy thì khi nào các số đó nhỏ hơn 10 mũ 9 thì ta sẽ chọn là INT. Nhưng hai thằng 10 mũ 9 nhân với nhau thì nó lại thành 10 mũ 18. Do đó cái biến S và biến P này thì ta sẽ phải khai báo là kiểu long long.
nhé. Đây thì sau khi viết thành một cái chương trình hoàn chỉnh như trên thì ta có thao tác tạo file input, chạy thử chương trình, add file output thì ta thu được kết quả của bài toán nó nằm ở các thẻ đây, ta xem cái các thẻ ở vị trí này và ta thu được kết quả. Và khi chạy thì ta nên chạy test đề bài để biết xem chương trình của mình đã đúng hay chưa. Đúng rồi, em nộp bài bài 6 nhưng mà Đúng. nó ghi điểm là dịch lỗi. Đúng Hey. Rồi, thế xin mời Dũng chia sẻ màn hình để mọi người cùng quan sát xem nó có vấn đề gì. chia sẻ Đấy. màn hình em Ừ. là chia sẻ mình là chia sẻ code là thầy. Mình cứ chia sẻ về code thôi. Để xem em. Hoặc là chia sẻ toàn bộ màn hình cũng được. Nó có chữ chia sẻ bên các bạn không biết đang giao diện tiếng Anh hay tiếng Việt, nhưng bên thầy nó đang là giao diện tiếng Anh. Nút new share là để chia sẻ. Bên tiếng Việt của mình là hẳn là nút chia sẻ mới hay là chia sẻ đi. Đối với em ấn nút chạy chạy thử chương trình. Rồi, ấn nút build rồi em đang ở nếp 9 để chạy thử chương trình. À, nút chạy chương trình không phải nút đấy. Nút chạy chương trình là nút ở giữa nhé. Nút chạy chương trình là nút ở giữa Dũng nhé. Đấy, nút build rồi em đang. Còn cái nút kia là chạy code chương trình cũ. Đấy, vẫn còn có một lỗi. À, ôi, cái lỗi này buồn ghê, đúng không? Đi chiến tranh bao nhiêu trận không sao. Nào, ấn vào nút bên cạnh chứ không, không phải nút đấy. Đấy nhá. Nhớ nhá, nó phải nút là Builder and Run. Tức là mỗi lần ta sửa code thì ta phải dịch lại nó sang bộ code mới và nó sẽ chạy nhé. Dịch sang một cái file mã máy mới. Được chưa? Dạ em làm quên Pascal rồi, em chuyển sang đây là cứ lắc lắc. Nhưng mà trời học Pascal rồi đúng là khi chuyển sang thì nó có nhiều cái lợi thế. Tóm lại Dạ. cứ lập trình thì sau này các bạn chuyển ngôn ngữ gì cũng được, Vì em quan thi trọng các nhất trường các thứ thì em toàn thi bằng Pascal. quan trọng nhất là sau này cái ông khách hàng ông đặt mình viết bằng phần mềm gì, cái đơn hàng đặt với mình thôi đúng không, đơn hàng cứ đặt miễn kinh phí tốt thì mình có thể code bởi mọi code chương trình. Rồi nộp lại nó bị trừ điểm mà thầy. À yên tâm, cứ mỗi lần nộp mà bị sai thì nó trừ 0,1 điểm. À ở đây khoan nhá, chỗ này ta dừng lại một chút. Ở cuối cái chỗ x2 trừ x1 em có xóa đi một dấu đóng ngoặc. Chỗ x2 trừ x11 đấy. Hai. Đấy. Đấy cái cuối 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 đoạn đấy. À không, cuối không phải cuối đấy. Đấy cái ngoặc của mình đang bị đóng sai. Cái đấy trước dấu cộng xóa đi một cái dấu ngoặc. Đấy, xóa xóa ngoặc đấy đi. Rồi, trước thằng y trừ y2 xóa đi một cái. Đấy, xóa đi cái đấy. Đấy, thì khi đó cái dấu ngoặc cuối cùng em click vào cái ngoặc cuối cùng xem nó đã là bao gồm cả cái cục này chưa. Đấy, bây giờ nó là cái cục. Rồi em chạy thử lại chương trình đi. Rồi, ok rồi đúng không? Rồi bây giờ Dũng nộp lại bài làm. Trong trong quá trình làm Lộc với Mai và Dũng Tiến Đạt và Quốc Ngọc Khánh ấy, đừng có gì ngại nhé. Khó đâu hỏi đấy, từ bài dễ đến bài khó. Kể cả buổi 11 mình mới mang máng là bảo hình như thầy Thành có nói cái gì đó free open int float. Vậy thì sau buổi học này thì các bạn về nhà các bạn căn cứ các cái hình ảnh thầy gửi ở trong nhóm Zalo, các bạn hãy làm lại các bài. Nếu làm lại chưa nhớ viết ra giấy, ta thử rằng với đề bài này ta sẽ làm như thế nào. Đấy. Và khi mình làm mình viết chương trình vài lần, chạy thử chương trình vài lần thì nó ra kết quả, cảm giác nó phê cực kỳ, rất sướng. Chấm bài lần thứ nhất thấy 5 điểm, chấm bài lần thứ hai lên 7 điểm. Sau đó cay cú cải tiến xuống còn 6 điểm, gọi là cải lùi, sau đó lại chấm phát được full điểm 10 điểm. Đấy. Và dần dần thì ta sẽ có thói quen thôi. Không Các nên bạn. được một chữ thắng. Rồi, ok. Được có 3 điểm. Em click vào lịch sử chấm xem nó bị khác đáp án chỗ nào nhé.
em cũng được 3 điểm thầy ơi. À thế à, ừ thì chứng tỏ rằng là bài đấy khả năng là tối đa là 3 điểm đúng không? À, ở bài này thì các bạn thì sử dụng kiểu số thực cái loại kiểu số 2, loại khác thầy hay sử dụng đó là kiểu double nhé. Và trong cốt chương trình các bạn sửa lại cho thầy một chút cái chỗ biểu thức tính giá trị của đoạn thẳng, thì ta sửa lại một chút và à, đây trở lại một tí để Thế là trừ 0,2. cuộc đời thật quá éo le. Đây okay. Ta thử em nó sang kiểu dữ liệu như thế này có lên khá hơn không nha. Đúng, đúng, đúng. Thầy gửi trong cửa sổ cái chữ 1LL thì trông nó hơi im nghiêng nhé. Em lấy 1LL nhân với cái thằng x2 chữ x1 thử em nó sang kiểu đấy xem được không. Là À, cái dòng số 11 ấy, ừ, cái chỗ đấy là chữ 1 và hai chữ L nhé. Em sửa ngay chỗ dòng thống số 11 ấy. Để ép hai cái biểu thức này sang kiểu xem có được không. Sửa trực tiếp ở trên code của mình nhé. Cái đó, ở bên trong. Có sao? Đấy, 1LL nhân ở đấy. với Chứ một nhau lời nhìn nó giống như là ba số 1 đấy nhỉ. Rồi chỗ y trừ hai, chỗ y nghiệm thế, thêm một, lấy một lời lời nhân với nó đấy. Ngọc Khánh và Hiền Mai cũng và cả Lộc nữa cũng quan sát bài làm của bạn để rút kinh nghiệm cho mình và có ý tưởng làm cho bài của mình. Cannot as a function à, thiếu dấu nhân sau thằng một lời lời trước thằng y hai thiếu dấu nhân. Một lần lần sao à. Nhớ builder and run để chạy nhé, chứ không phải cái nút run kia đâu. Nút run kia là chạy lại code cũ, code cũ của mình để chạy rồi nó ra vẫn ra được kia rồi. Rồi mạnh dạn sửa lại xem sao, hy vọng lần này không bị trừ điểm nào mà lại từ full điểm luôn. ba điểm không Ừ, bài này là A bài 6 rồi. Trên đây các bạn đang làm quen với cái quy trình làm và nộp bài lên trên hệ thống, và quá trình làm bài của các em thì các em hãy cố gắng phân bổ thời gian thật hợp lý cái việc học ở trên lớp và việc học lập trình nhé. Việc học lập trình là việc tốt và các bạn nên tận dụng thời gian. Các bạn cứ hở thời gian ban nào ra, các bạn chỉ cần cốt lại một bài cũng được. Ví dụ như sáng mai Khánh dậy có đi học về hoặc lúc nào các em có khoảng 30 phút em cốt lại cái bài đầu tiên. Rồi đến giữa trưa thì thầy lại mong nhận được bài của Hiền Mai nộp lên với bài kế tiếp chẳng hạn. Đề bài của các bài kế tiếp thầy đã gửi ở trong nhóm và các bạn sẽ làm và nộp bài trên hệ thống nhé. Đấy. Và trên server thầy biết được các bạn nào đang tích cực làm bài. Được rồi, hôm nay cũng khá muộn rồi. Thầy trò mình đang làm quen với cái hệ thống nộp bài và làm bài. Như vậy thì ở đây ta nhận thấy rằng cấu trúc chung của một cái chương trình C cộng cộng nó bao gồm có các thành phần. Đầu tiên là khai báo các thư viện. Sau đó ta có thầy giới thiệu ở trên này cho dễ. Đầu tiên khai báo thư viện và công lệnh của hệ thống. Sau đó ta khai báo các biến theo cấu trúc tên kiểu dữ liệu, tên biến nhé. Tên kiểu dữ liệu, tên biến. Intmain là bắt đầu chương trình chính, công lệnh free open là làm việc với tên. Công lệnh CI là để nhập dữ liệu. Đây là biểu thức tính toán và công lệnh CL là đưa kết quả ra. Khi chạy chương trình ta phải tạo ra file nhập dữ liệu bộ test ví dụ vào. Chạy chương trình thì ta thu add file vào và ta thu được file là file kết quả, và kết quả này nó phải đúng với đề bài. Nếu ta thay test khác thì ta phải lấy máy Casio ta bấm xem nó đúng chưa. Nếu đúng là ok nhé. Như vậy đấy là cấu trúc chung của một chương trình trong C cộng cộng và cái cách làm việc. Để giải một bài toán trên máy tính ta phải xác định được 3 vấn đề. Một, xác định bài toán. Hai, đề xuất thuật toán thành các bước. Và ba là viết thành chương trình. Rồi, hôm nay thầy trò mình cũng vừa rồi. Thầy xin cảm ơn các bạn. Video bài giảng thì thầy up trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành. Thì chắc ngày mai thầy mới up được. Thì các bạn cố gắng khai thác triệt để các video thầy đã up lên trên đấy nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh YouTube nhớ đăng ký giúp thầy. Thôi Đấy, điểm cải thiện này ạ. Lên thầy. 6 điểm luôn. Rồi thầy xin chào Ngọc Khánh, xin chào bạn Mai.
bạn đọc hay gọi là ừ, chào lần cả nhà. Ừ, phải cảm ơn các em. Bye bye.